Ok, hello, chào mừng tất cả các bạn quay lại với channel Nghiên Nam Gamer. Thì ở video này mình lại tiếp tục review một cái skin mới nữa theo như lời mình đã nói ở cái video trước. Thì đây là cái skin mà mình đã trải nghiệm ở cái video rồi, thì anh em nào chưa xem thì xem lại video trước nha. Và hôm nay mình sẽ làm một chiếc skin nữa trên một chiếc xe cũng khá là mới, mình cũng mới làm luôn. Thì bây giờ mình sẽ chọn chiếc xe, đó là chiếc xe Lord nha. Hôm nay mình sẽ chơi chiếc xe Lord này, X-Max 2020. Skin của nó anh em sẽ thấy nó màu mè xíu đó, anh em thấy không? Thì trên cái thân hai bên xe thì hôm nay mình làm một cái đầu, anh em nhìn thấy cái đầu con hổ không? Tại vì mình tuổi hổ cho nên mình thích cái hình ảnh con hổ, con cọp nó phi đó. Đó thì đây là một cái hình ảnh rất là ok đó, nó nhe răng anh em thấy không? Và bên đây cũng vậy, bên đây thì nó cũng có như vậy thôi, y xì luôn, hình ảnh rất là đẹp luôn. Và phía trên thì mình có để cái dòng chữ là công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Nam Gamer. Trên phần kiến của hai bên thì mình có gắn cái lá cờ Việt Nam, anh em thấy không? Nhìn cũng rất là đẹp, bắt mắt, rất là đẹp đúng không? Thì phía sau này thì nó còn có một cái logo channel mình rất là nổi bật luôn. Xe này thì mình dùng cái đồ họa, nó là đồ họa full HD cho nên rất là rõ. Thì anh em hãy xem hết video để mình xem, mình trải nghiệm nha. Thì hôm nay mình sẽ chọn chiếc xe này, mình sẽ trải nghiệm cho anh em xem và một chiếc hàng nào đó nó mới nữa để mình review luôn. Nói chung là mình sẽ trải nghiệm một cái chuyến hàng nào đó. Đó, để coi thử là chiếc xe Cano, không, Cano thì mình đã rồi. Cairo Center hả? Cairo Center 15 km. 15 km hả? Rồi cái đó mình vừa mới đi xong cái Cairo rồi, cho nên là mình sẽ để coi Sunny nó là gì anh em. Sunny nó không có gì đặc biệt hết. John and John, ok, luxury stock, Nova Complex Retro Ship Lotus. Mình xem, mình chọn cái phần là Ship Lotus thì coi. Ok, quá trễ rồi anh em ơi, nhấp không kịp luôn. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái chuyến khác đi. Lot driver này là gì, không cho mình thấy luôn. Mình sẽ chọn cái chuyến nào nó ngắn thôi. Stop. Ok, stop cũng được, nhưng mà để coi. Complex app test global, cái này cũng được nè. Cái hãng này cũng mới, nói chung mà mình chưa đi cái hãng này. Bây giờ thì mình sẽ chọn cái chuyến này nha, để xem hôm nay mình cái skin này nó đi như thế nào, nó đẹp hay không. Thì anh em hãy xem hết video và đừng quên là like video, chia sẻ video với mình nha. Đó, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đây là một cái chuyến gọi là thử nghiệm, trải nghiệm cái map là một, trải nghiệm cái skin mới là hai. Rồi ok, chọn đâu là trúng đó anh em. Rồi, lại X-Max 2020, một skin rất là mới luôn. Step chúng ta chỉ có 271 km thôi, và hiện tại mình đang ở trong cái cảng và ban đêm anh em ơi. Trời ơi, ban đêm hôm nay không hiểu sao nha, mình không hiểu sao mà là hiện tại là cái đèn nó lại mất luôn anh em. Chỉnh lại ghế ngồi, cứ thay đổi xe là chỉnh lại ghế ngồi. Ở cái này nó full rồi. Thì để mình xem coi sao kỳ quá vậy. Mình đang ở trong mỗi cảng nha. Đó, cái cảng thì trời nó hơi tối, anh em thông cảm nha. Trời tối thì mình trải nghiệm theo cái vụ trời tối, nhưng mà skin thì chúng ta nó rất là nổi bật luôn. Cái màu này nó cũng khá là ok. Rồi bây giờ mình sẽ cho xe nó tới, nó hốt cái kiện hàng kia. Nó cái công này còn 40 nha, còn 40 hiện tại là nó đang lên. Công này còn 40, nó đang chờ cái gì mình không biết nữa. Đây coi, chia xe lại cho mình. Đó, yeah, bị lố rồi. Ok, thì mình lên thôi. Đó, bị lố rồi. Đi ngược rồi, đi tới xíu nữa đi.
Rồi. Dạ xe. Móc vô, đó, móc vô. Y bon luôn nha. Ten 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 đó. Thì nói chung cái xe này nó lại không cái thùng hàng này nó không có gì nổi bật hết anh em. Đẹp chứ. Nhưng mà không sao, gắn với đầu xe này thì nó cũng là đẹp luôn Drive mà. safe. Cái đầu xe này gắn với cái xe nào nó cũng đẹp hết. Rồi bây giờ mình sẽ vào mình coi thử mình đi sẽ đi hướng nào nha. Chúng ta sẽ đi theo hướng này. Cái cổng chúng ta ở ngoài kia và chúng ta sẽ đi tới chỗ này mình vừa cần phải nha. Thì anh em đang xem video thì nhớ đồng hành hết xem video của mình nha. Anh em có ý kiến gì thì hãy để lại dưới phần bình luận. Mình sẽ cố gắng mình làm nhiều video hấp dẫn và chia sẻ cho anh em. Let's go. Đầu tiên thì mình cho nó chạy đến với vận tốc 80 km/h thôi, không có nhiều. Đó thì trời ban đêm thì nó cũng không sáng lắm, nhưng mà bù cái thì nó cũng không có mưa anh em, thời tiết rất là ok nha. Đó, thì chiếc xe lốp này á, khi mình cầm vô lăng ở cái góc này thì nó cũng khá là cái các cái vô lăng anh em nhìn thấy nó rất là nhỏ, nhìn thì không phê thôi nhưng mà lái thì rất là phê nha. Mình xe chạy 80 thôi mà nó cũng vẫn đủ để bắt tốc độ được, nó bứt phá nó vượt qua những chiếc xe kia. Chạy đường chạy trời tối á thì dễ buồn ngủ lắm em, mới đấy mà phiêu phiêu mà mình cảm thấy giống như ngủ là khá là Exit right. đó. Đúng rồi, đi đường này chui qua cái cầu. Ê, sai rồi, chúng ta đã đi lố rồi, bây giờ mình sẽ dìa xe lại đi thôi. Rồi mình cua ra lại cái vòng xuyến này nha. Đó là nó phải đi qua chỗ này nè. Bây giờ sao ta? Ok, mình tới đây mình đánh lái lại nha. Đánh lái lại. Ô, nó không cho mình lái hả? Vãi vậy. Ok, trời ơi, tới đây để mình tới đây để cho mình đi nữa không? Hiện tại thì theo cái map thì mình tới đây thì bị gán lại liền. Để mình cua chỗ này thử nha anh em. Phía trước kia nó là chặn cái dấu màu đỏ rồi, cho nên giờ mình chỉ đi qua chỗ này để mình xem trên đây là nó chặn đường. Nó chặn thì mình sẽ không có thể đi được. Để mình đi đây. Và tét lửa thì khó luôn. Thì trời nó chuyển sang hừng hừng sáng rồi anh em. Vậy như chỉ là hừng đông. Không biết là trên đây nó có bị chặn lại hay gì không. Để cho lên lên. Đừng ngồi lên lên tiếp tục. Bật cái chế độ này đi. Bị sai rồi, nhưng mà mình đi bị sai rồi. Thì hiện tại tới đây thì nó đã chặn lại rồi, nó không cho đi đường này. Cho nên bây giờ mình phải vòng lại dưới cầu. Mình vòng lại dưới này nha. Cho đi lạc đường. Phía trước bên tay trái là nó đã chặn lại này. Cho nên mình sẽ đi thêm một xuyến và mình sẽ cua xuống nha. Mình không đi thẳng được mà mình sẽ cua xuống chỗ này nè. Để mình xem mình có đi tìm được cái hướng ra hay không. Rồi đi xuống nha. Trời nó là nó sáng rồi đó. Rồi xe lửa các kiểu. Rồi chỗ này nó lại chặn nữa. Để coi mình cách tìm được cái gì nào không. Hiện tại thì bên tay trái thì nó không cho mèo đâu, nó bị chặn lại rồi. Và chúng ta còn rồi luôn. Thì bây giờ thì mình sẽ lên cầu lại nha anh em. Từ từ nha. Tới đây hả? Mình sẽ bật lên nền trên. Mình sẽ đi tới đây. Rồi rồi, hiểu rồi. Thì chúng ta đi thẳng nha. Không có vòng lên cầu nữa mình. Từ từ từ. Chúng ta sẽ đi vòng lên cầu này và đi lên kia. Nhưng mình đi vòng lên cầu lại đi mọi người.
Có gì để sai sai rồi. Vậy lại xíu. À, để coi mình đi xuống này nha. Tại vì phía trong kia là... À, rồi rồi, hiểu rồi, lên cầu, lên cầu. Tại vì mình đang đi ở cái bên lộ bên này, mình không thể nào được quanh kia, cho nên là bắt buộc cái này phải đi lên cầu và mình đi tiếp vòng. Cái vòng xuyến này này thì mình sẽ đi lên cái cầu nha. Thì chúng ta sẽ gặp nhau ở cái đoạn dưới kia. Ok, hiểu. Tới những cái đoạn mà cái cầu vực này khó đi đâu anh em ơi. À, rồi. Rồi, giờ chúng ta đi thẳng cái này. Thì nó sẽ gặp dưới kia nha. Rồi, khá là ok. Let's go. À, nãy giờ mò thì tại vì ở dưới đường kia mình đi mình mong men men thì mình sẽ gặp chỗ này à. Đó, bây giờ đi thẳng, mình đi thẳng luôn. Mình đi thẳng chỗ này luôn. Đó, rồi thì mình sẽ gặp chỗ cái đường này. Quá là ok. Rồi. Đi vào nha. Ok, khá là ok rồi. Hiện tại thì anh em nhìn thấy là cái khoảng cách nó đã rút ngắn rồi đó, thì chứng tỏ là mình đã đi đúng đường rồi. Phải. Đây giống như là dưới quê mà lên thành phố mình không biết đường nha anh em ơi. Tiếp tục lên. Đấy, thì anh em hãy like của mình nha, like mạnh video và nhấn thêm chuông. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh nha, để theo dõi những cái video tiếp theo của mình. Mình sẽ trải nghiệm nhiều cái skin nữa trên từ game này. Phải nói là khi mà nó cho mình mod skin đồ, làm skin đồ thì mình sẽ có nhiều cái để mình làm. Mình sáng tạo ra nhiều cái skin hay ho đẹp đẽ để mình review giới thiệu này. Và skin thì mọi người biết rồi đó, rất là nhiều theo cái sở thích mọi người, cho nên mình sẽ làm nhiều cái hấp dẫn hơn. Nói chung là xém mình chút xíu nữa là mình bị lạc đường và mình phải bỏ ở dưới giờ video trước. Video trước thì mình lạc đường, lái chiếc xe không thể nào, mình không thể nào quay đầu xe được. Còn hôm nay thì mình quay lên được cái chỗ cầu vượt này và tìm được đúng đường đi, khá là may mắn. Nói chung là khá là may mắn nha. Cô gấp quá. Ê quá. Rồi, let's go. Chúng ta chỉ còn 150 mấy km nữa thôi. Thì cái chuyến hàng hôm nay mình sẽ cố gắng cho nó vô một trẻ hàng luôn nha. Tuy nhiên là chốt, tại ở trước video trước thì mình gặp một sự cố, cho nên là mình không thể nào đi tiếp được. Trời ơi, cái kho xăng hôm nay em nhìn thấy không? Kho xăng nó đẹp quá trời, ở đây là nó có mấy vòm này. Từ từ nha, để mình xem. Trời ơi, kho xăng nha. Xuân xét gas. Trời ơi, nó là nó rất là đẹp luôn anh em ơi. Đó. Để mình cho anh em xem, trời ơi nó đẹp này. Đây. Nó có siêu thị, cái quán đồ các kiểu luôn. Rồi, xem cho anh em xem này, trời ơi nó đẹp này. Phải nói là tuyệt vời gì đâu á. Trời ơi nó đẹp này. Quá trời đẹp luôn, phải làm một tấm nữa đã. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Xăng thì nói chung nó còn, cho nên mình muốn đổ nha. Đó. Let's go. Hàm hố thì tới đủ cái cây luôn. Đó. Let's go. Ok, chúng ta tiếp tục hành trình nha. Đó. Không đủ xăng mà. Vướng gì à? Vướng gì thì ghé lại. Đơn giản thôi. Do mình cua gấp quá nó bị vướng cái thùng hàng. Rồi, chúng ta tiếp tục đi. Thì ở đây là cái kho xăng mà cũng được nâng cấp lên rất là mới luôn. Nhìn nó rất là đẹp, nó đẹp cực kỳ, mới là cái kiểu nó kiểu mới vồn. Nhưng mà có cái là kho xăng mà để ngoài trời có mái che, chứ mái che kia là mái siêu thị. Còn đồ đổ xăng thì mình thấy cái trụ thôi, nó biết mà nó đổ xăng vậy là trời nắng nóng như thế nào.
Cái đấy cũng có thể là một điểm trừ ở cái này, nhưng mà nó sáng tạo cái phần là cái kiến trúc cái công trình nó nhìn thấy nó lạ mắt cực cổng luôn, giống như dạng là Dubai. Còn 150 làm skin như thế này khá là ok rồi đó, xin nó lên đó, trời ơi chụp hình lên, phải chụp hình lên đó, tạo cảnh sát đi, nó giống như bị công an đuổi kìa. Hai xe cảnh sát này phía sau luôn, ba xe luôn này, thấy không, ba xe luôn vãi trưởng, ghê vậy. Tới, đuổi mang cảnh sát luôn này, do họ bị cảnh sát đi đuổi, phải thì chứ, cảnh sát đi đuổi trên cái gì, let's go, 3 km 4 km này ha, trời ơi, vượt luôn nè, cảnh sát gì mà cảnh sát, đua à, khó này thấy không, xe lo, cái xe lo, xe pho gì đây chạy rất là ok nha, ở phía sau là một cái đường gọi là đám xe đường ở đây mà. Nhưng đang truy đuổi mình nữa. Rồi sắp tới cái vòng xuyến rồi, cho nên là mình sẽ thay đổi cái góc nhìn lại đi. Mình sẽ bảo vô lan cái an toàn. Đó, mình đang đi qua, mình đi phải nha. Exit right. Ok, exit right. Right. Không thấy cái gì mà cảnh sát chạy dưới ta. À, rồi trừ tiền, chút xíu là trừ tiền rồi đi. Đây, chờ ở cảnh sát nó luôn nè. Let's go. Rồi. Đi lên này. Cái đường cua này nó rất là gấp nha. Đường cua này rất gấp nha, từ nha. À, đi gần tầng, đi lên này, đi gần tầng này. Cua này. À. Lên kia, cái chỗ này là cua, nói chung nó rất là gấp, nhưng mà gấp quá nó để đụng mình thành kia, không có gì phải đồng nào đó, đi từ thôi. Tới đây thì mình có thể mình dặn cái phần số tự động được, bạn do thùng nó dài quá mình cua gấp quá thì nó phải đụng đó, tự nhiên mà nó ngồi lên xe chạy rất là phơi luôn á. Và chỗ mình đi qua là một cái chỗ là cái cầu sắt đi, không phải mình tưởng nó cầu sắt, thì mình sẽ đi về phía trái chỗ này nha. Nó bị giật lát một chút xíu, anh em thông cảm nha, tại vì khi mà vô cái động cua này nó bị thằng nó chạy ghê quá, 36 km nữa thì bây giờ mình sẽ vượt lên chỗ này luôn. Nó nằm ở bên thì trái nha, mình sẽ ôm cái một mình này và mình đã mua vô là tới nơi nha. Ở đây công ty rất là nhiều luôn, thì chúng ta sẽ ôm cua cái vòng xuyến này, sẽ xuống dốc continue straight.
À không, đâu mình biết mình chạy băng luôn nha, băng qua con xuyên này luôn nha, tại vì nó chỉ nó chạy luôn rồi. Nó chỉ quay đây rồi, chạy xe đêm buồn ngủ quá nè, chạy xe đêm buồn ngủ quá trời. Chạy lại rồi rồi mình sẽ turn left trái chỗ này nha, chỗ trái chỗ này là vô tới công ty rồi, chứ cũng chịu thôi, tại vì về gặp tiên rồi mà đó, tinh thần sảng khoái rồi thì khỏi, chúng ta mình đi phải. Ok thì cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi cái hành trình của mình, và anh em đừng quên like video của mình nha, like video để ủng hộ mình, và bạn nào chưa đăng ký chưa nhấn kênh đăng ký và nhấn tiếng chuông nữa thì anh em đi nhấn nha. Cảm ơn em rất là nhiều và hẹn gặp lại em ở video sau, mình sẽ review nhiều sự kiện độc đáo hơn. You have reached your destination. Bye.